Thưa quý vị, chúng ta đã cùng quay trở lại với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Và ở vòng này thì chúng ta sẽ tâm sự một tí xíu để biết được là ở nhà các bé và các bố như thế nào. Thì bây giờ em sẽ hỏi bố Trí trước đi. Không biết là ở nhà thì bố với là mẹ thì ai sẽ là người mà dành thời gian cho bé được nhiều hơn ạ? Ở nhà thì mẹ nhiều thời gian cho bé hơn. Dạ. Do bố đi làm nhiều hơn. Dạ. Nhưng mà nếu mà có thời gian rảnh ở nhà thì cũng dành nhiều thời gian cho bé. Dạ, có chung là mình sẽ bù lại cái khoảng thời gian đó. Đúng rồi. Rồi, thì bây giờ tới bố Đạt nè. Thì không biết là ở nhà thì anh với lại mẹ ai sẽ gần với bé nhiều hơn ạ? Tất nhiên là ở nhà là vợ của anh. Dạ. Và mẹ của bé thì sẽ là người dành thời gian nhiều cho bé. Wow, vậy thì nếu như mà ít thời gian như vậy thì làm sao mà anh mình có nhiều thời gian để mình hiểu bé được nhiều? Thì vào những buổi tối á, dạ, khi mình đi làm về thì mình sẽ dành thời gian một chút cho bé. Dạ. Thì ngoài bé này cũng có bé lớn nữa. Dạ. Nhưng mà đa số là ai cũng cũng có công việc của mình. Dạ. Rồi bé cũng học bài. Dạ. Thì anh chỉ dành một chút xíu thời gian được cho bé thôi. Có nghĩa là có những cái lúc khoảng thời gian anh rảnh thì anh sẽ dành cái khoảng thời gian cho bé đúng không ạ? Dạ. Kim Ngân ơi. Dạ. Ở nhà thì bố với lại mẹ thì con sẽ thích chơi với ai hơn? Dạ bố. Bố hả? Wow, là đúng con gái là với bố đó. Rồi tại sao con lại thích chơi với bố hơn? Tại vì bố hiền. Có bao giờ mà mẹ la con mà bố chạy vào binh con chưa? Dạ chưa. Không một lần nào luôn. Ủa sao kỳ vậy anh? Tại sao để cho bé bố thôi gì vậy? Bây giờ hỏi bố nè, những lúc mẹ la bé, anh ở đâu? Bố đang đi làm à? Thường thường là lúc đó thì bố không có ở nhà. Dạ, thì có bao giờ bé về bé mét không anh? Có. Bé mét thì lúc đó anh giải quyết như thế nào ạ? Thì lúc đó năn nỉ hai người thôi. Năn nỉ hai người thôi. Phương Anh ơi, ở nhà là bố với mẹ là có bao giờ la con chưa? Dạ, chỉ có mẹ thôi. Chỉ có mẹ thôi. Chà, đây là một chương trình phốt mẹ. Nãy giờ là tâm sự bé cũng nhiều rồi. Không biết là ở các bố thì em muốn hỏi là lần đầu tiên khi mà bố đưa mẹ đi sanh á, thì lúc đó mình như thế nào ạ? Bé này thì bé thứ hai rồi. Dạ. Nên cái mình có sự chuẩn bị từ trước. Dạ, vậy còn bé đầu thì còn sao? Còn bé đầu thì nói chung là rất là hồi hộp. Hồi hộp. Con đầu tiên thì lúc đó mình còn trẻ. Dạ. Cái thứ hai là mẹ thì sức khỏe cũng không được tốt lắm. Dạ. Nên đi ví dụ từ lúc mang thai là đã rất là lo lắng rồi. Nên đón được một đứa bé là rất là mừng. Dạ. Rất là mừng. Nhưng mà lúc đó là anh đã có sự chuẩn bị để cho vợ sanh chưa? Hay là lúc đó, cái lúc sanh bắt đầu mình mới bối rối, mình không biết làm cái gì, bắt đầu lúc đó mình mới biết? Có, để chuẩn bị trước hết tất cả. Dạ. Mọi thứ. Do biết là mẹ cũng hơi khó đó. Dạ. Nên mọi thứ như quần áo em bé rồi tất cả đều bỏ vô sẵn vô một cái giỏ. Dạ. Khi nào mà tới giờ đi là xách giỏ đi thôi. Dạ, cái khoảnh khắc khi mà anh biết là vợ anh đã sanh thành công rồi á, như thế nào? Thì mẹ bé không sanh tự nhiên được mà dạ, phải mổ. Mổ. Thì cái bé đầu á hơi khó cái chỗ là cho thời gian có thai bé đầu á. Dạ. Thì mẹ anh mổ một lần. Oh. Mổ lúc mang thai luôn. Wow. Nên rất là lo lắng cái thời điểm đó. Lúc là bé 4 tháng là mẹ mổ một lần. Dạ. Thì ảnh hưởng tới sức khỏe tới dạ, có thể nói là tới bây giờ luôn. Wow. Thì lúc mà đưa bé đi á, thì cũng không sinh thường được. Dạ. Và lúc do vỡ ói nghe trước đó. Oh. Trước đó là vỡ ói rồi. Dạ. Thì đến bệnh viện thì bác sĩ đưa vào phòng là làm giấy tờ để mổ gấp, mổ nhanh. À, anh sẽ là cái người ký đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ. Mổ liền. Tại vì vợ ói rồi không đâu có chờ được. Dạ. Thì cũng rất là lo, ngồi dưới cái màn hình của bệnh viện Từ Dũ á, ngồi cái nhìn cái màn hình trước chờ á, cứ hiện cái tên người này sanh, người kia sanh, người kia sanh. Dạ. Rồi thì tới đâu khoảng gần 12 giờ trưa á là hiện tên con mình lên. Dạ, là thở phào rồi đúng không anh? Xong. Dạ. Dạ. Là lúc đó là báo là biết rồi. Thì khoảng hai tiếng sau á thì phát lo lên á, là bệnh viện phát lo lên á. Dạ. Là mời bố vô coi nhìn mặt con á. Dạ. Thì lúc đó chỉ nhìn được mặt con thôi, mẹ không thấy đâu hết. Dạ. Nhà mổ thì mẹ nằm riêng một chỗ. Dạ. Rồi con ra một cái phòng nhỏ để cho bố vô bố nhìn mặt thôi. Ừ. Rồi nhìn được khoảng chừng 5 phút à.
là mẹ đưa bé vô lại với mẹ. Dạ. Thì bố ra bố chờ tiếp. Bố chờ tiếp. Chờ tới chiều luôn. Tới khi nào thì mình mới được vào để mà chăm sóc cho mẹ? Khi mà mẹ tỉnh rồi á. Dạ. Thì đẩy mẹ với con ra cùng lúc. Thì lúc đó là cũng khoảng 6-7 giờ tối đó. Wow. Lúc đó cũng hơi tối. Tại vì mẹ tỉnh gì hơi chậm. Dạ. So với người khác. Dạ. Tỉnh gì chậm lắm. Thấy ai cũng vô nhận con xong rồi chút xíu là vô được gặp mẹ con chung. Còn mình chờ tới đâu tới chiều á, tới khoảng 5-6 tiếng sau á thì mới gặp được. Đúng rồi, em thấy thường ví dụ những mẹ mà sanh kiểu bình thường sức khỏe tốt á thì chỉ là bố sẽ chờ cái thời gian nó bị lâu thôi. Nhưng mà đối với như chị nhà sức khỏe yếu như vậy á, cái khoảng thời gian mà chờ nó hồi hộp kinh khủng luôn mà nó còn gấp rất nhiều lần so với người bình thường, tại vì sợ, tại vì nhiều khi nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ nữa. Và mà anh Trí cũng biết là chị Trúc Mai là đã sức khỏe yếu từ trước rồi. Nhưng mà tới những cái trường hợp như vậy. Dạ, chúng ta sẽ nghe anh Đạt chia sẻ nè. Mời anh Đạt. Lần đầu tiên của anh thì anh không có cơ hội để mà để hỗ trợ vợ của mình sinh bé đầu. Do lúc đó là anh còn trong quân ngũ. Sau khi mà bé đẻ xong khoảng mấy ngày á, anh có xin sếp để về. Lúc đó là bé được 1 tuần hả anh, hay là bé cũng được 3-4 ngày? 3-4 ngày. Nhưng mà lúc đó cũng gần cái giai đoạn Tết thì lúc đó mình cảm thấy nao lắm, nhưng mà mình không có được cái chứng kiến được cái cảm giác là mình bên cạnh vợ bên lúc cạnh mà vợ sinh. Dạ, có nghĩa là thế nào, cùng đồng hành với vợ mình. Nhưng mà tới bé thứ hai thì anh mới biết cảm giác về cái vấn đề là mình lo lắng, mình hồi hộp, không biết là mẹ có ổn hay không, rồi bé như thế nào. Thì bé này sinh cái lúc đó cũng tầm buổi tối. Thì khi mà nghe cái là anh đang đợi á, chờ, mà lúc đó cũng đâu có cho mình vô mình gặp đâu. Phải đợi tới 7-8 mấy đó. Thì mới cho chỉ được gặp bé thôi, không được gặp mẹ. Tại mẹ cũng là sinh mổ luôn. Đó là mà lúc đó cũng mẹ cũng nói là mẹ không được gặp bé mẹ buồn. Thì đúng rồi. Cho nên khi mà anh phải ở bên đó với con là suốt cả đêm. Thì mới cảm giác được cái người phụ nữ họ vất vả. Họ vất vả quá. Cho nên anh lúc đó là anh rất là cảm động. Thấy thương vợ nhiều hơn đúng không anh? Dạ, hầu như đúng thiệt là tất cả những ông bố khi mà đến với chương trình á, có những bố hầu như rất là khá là bận, không có dành được nhiều thời gian cho bé. Thì hầu như qua chương trình xong thì bố cũng rút kinh nghiệm hơn, cũng dành thời gian cho bé nhiều hơn. Và đến đây như là một cái kỷ niệm nhỏ của hai bố con, sau này khi mà bề rồi mình lớn lên mình nhìn lại thì nó cũng rất là đáng yêu.